À. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành review chiếc xe độ logo. Đây là chiếc Toyota Felicia đời 1995. Thì chiếc xe này là thuộc hội đồng nát và nó cũng khá là độc nát. Và sau khi chúng tôi tinh chỉnh modify lại toàn bộ từ hệ thống nội như ngoại thất thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiến hành đi chi tiết vào bên trong một tí xíu. Vâng, trước mắt chúng ta đây, đập vào mắt đầu tiên là hệ thống 4 đèn bi xenon. Vâng, và 4 đèn bi xenon này có hai chế độ pha cốt cũng như là cái vòng led NGA và dưới là hệ thống led, và tôi sẽ cho quý vị và các bạn thấy ngay lập tức. Và bên cạnh đây một tí xíu là một hệ thống đèn led cũng hai chế độ luôn, và tôi sẽ thị phạm. Vâng, và chiếc xe này còn có làm lại body, cái này là bằng thép nha quý vị và các bạn. Chúng tôi không có làm đổ composite, chúng tôi làm như thế này luôn, như thế này mới chất. Và hệ thống nội thất này, vâng, chúng ta cũng có thể coi sơ qua. Và với cái một số tinh chỉnh thì với cái gối của cái xe này là phiên bản cũ thì nó cục như thế này, chúng tôi chỉnh lại toàn bộ hệ thống nội thất là may bằng da. Và chúng ta sẽ mở cửa ra để cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, anh có thể quay cái đoạn chỗ này nè, bởi vì là khi mà chúng ta may thủ công đó, nó rất là đều cái đường chỉ nha quý vị và các bạn. Và những cái này được chúng tôi làm thủ công hết, những nghệ nhân của chúng tôi. Và đây là theo cái ý của anh chủ, đây là theo ý của anh chủ, còn toàn bộ hệ thống này. Vâng, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ coi sơ qua về một cái hệ thống âm thanh. Xe này ngoài ra còn làm âm thanh xe hơi với hai cái mode set. Một cái mode set là khi chúng ta ngồi trên xe nghe cho hay, và một mode set là khi chúng ta đậu ngoài trời như thế này và sẽ ở vị trí kia khoảng cách khoảng 5 đến 10 mét và chiêu nhậu và sẽ nghe nhạc xô ngoài trời. Vâng, đây là hệ thống cánh cửa, chúng ta có thể xem qua. Và đây là cửa hàng của chúng tôi, cửa hàng chúng tôi thì ở miền Trung, luôn tận tâm với quý khách hàng và phục vụ tất cả mọi loại xe. Chỉ mong là quý khách hàng mang xe tới cửa hàng chúng tôi và có đầy đủ cái sự tin tưởng. Vâng, và với hệ thống loa của nó, đây là cái loa CK165, đây là loa hẹt của Ý. Vâng, và đây là cái loa chép. Và chúng ta sẽ tiến hành coi cái cục A. Thì cái cục A này đã được chúng tôi làm lại. Vâng, đây là cái loa Trap Mic Full Range DB của Mỹ. Và toàn bộ cái hệ thống nội thất cũng như là bọc vô lăng, cái vô lăng này là chúng tôi làm lại hết, cũng như là cái táp lô. Vâng, chúng tôi làm lại hết toàn bộ, tất cả đều làm thủ công bằng da. Thì trước đây đây là cái màu của nó, cái màu nguyên bản của nó, nhưng mà vì là cái này chúng tôi mong muốn để lại cho nó có màu thời gian, không muốn làm cho nó mất đi cái chất thời gian của chiếc xe này. Và đây là một chiếc xe mui trần, như theo tôi được biết là có thể là duy nhất còn sót lại của Toyota, và có thể mở đóng cái mui. Và cái mui này đã được chúng tôi làm lại luôn. Thứ nhất là về chất liệu là phía trên, phần trên là bằng da, và phía dưới, mặt dưới của nó là bằng da lộn. Đây, da lộn như thế này. Và tôi sẽ nhấn công tắc. Đây là cái da lộn. Vâng, và chúng tôi đang tiến hành. Vâng, đây là mặt trên của nó. Mặt trên nó là bằng da, rất là sang xịn mịn và mát tay. Và cái mặt dưới nằm ở dưới này. Chúng ta sẽ coi cái này là bằng da lộn nhé quý vị và các bạn. Và sau đây chúng tôi sẽ hành đóng và mở âm nhạc để cho quý vị và các bạn cùng nghe. Chúng ta sẽ hành đóng. Anh quay giùm tôi cách đóng của nó. Vâng, mà như chúng ta cũng đã biết, đây là chiếc xe đã độ lại âm thanh xe hơi. Và đây là hệ thống của nó. Đây là một cái hệ thống sẽ bao gồm một cái loa súp hơi của Pioneer 12 inch kết hợp với một cái amply Pioneer
để đánh cái hệ thống loa hẹt ý phía trước, và đây là cái âm ly đánh cho cái loa súp, và đây là hệ thống nguồn, đây là cái tụ điện của DB Ride Mỹ và hệ thống Gucci. Và sau đây chúng ta sẽ tiến hành mở một bài hát để nghe nhạc của nó. Và tôi xin thành mở cái cửa ra nhé. Và trong quá trình nghe nhạc thì chúng ta có thể đi vòng quanh chiếc xe và quay những cái chi tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng. Trân trọng cảm ơn những anh em.